Còn hết, còn hết. Mấy nữa không? Con ném vô cái cổ vịt á. Ừ. Dạ, cảm ơn cô. Qua cô Diễm đi, qua cô Diễm đi. Qua cô Diễm mua đi. Chọn cho mua phiếu à. Mẹ chia cho em đi. Đi mua phiếu đi. Coi chừng rớt mất nha. Qua lại cô Diễm á con, lại cô Diễm mua. Khoan khoan con, để cô làm, để cô làm. Long có chưa em Long? Em Long. Long đưa phiếu chưa? Con đưa phiếu cho em chưa? Rồi rồi rồi. Ừ. Để coi dê, đằng kia có dê đó, đằng kia có dê kìa. Đâu đằng kia có dê kìa, đằng kia bên kia kìa. Chỗ nhà xe đó. Ở bên kia kìa. Bên kia kìa. Đi qua đây coi Long ơi, Long ơi, qua đây nè con. Ủa anh hai đi đâu vậy? Anh hai đi đó hả? Theo chương trình là có mà. Kìa kìa, ném rổ kìa, ném rổ kìa. Rồi, ném rổ.
chưa chơi. Ông đồ biết chữ nè, ông đồ biết chữ, ông đồ biết chữ. Ông có phiếu không? Có phiếu đưa ông đi. Cái gì? Kìa, vô. Con hỏi ông ơi, có đưa phiếu không? Đây, ông cần thôi. Nếu mà muốn mua phiếu thì có thêm một cái bành, đáng một cái bành. Dạ. Con cảm ơn ông, con cảm ơn ông chưa lâu. Ông thích là như thế này, con hả? À, phiếu đó. Phía đó là ăn bên kia. Rồi, con cảm ơn cô. Này này, con cầm. Thấy được cô. À, khen. Khu này là khu trò chơi. Giỏi quá trời luôn á. Rồi, đó, lấy con. Trò chơi đập á nha, bịt mắt đập á. Cái đó ăn uống là cái phiếu này xài bên khu bên kia. Thầy cô bên đây nè. Nó thở chứ không nói gì đâu. Đó thì nó đang đưa cổ lên là dễ ném lắm á, ném là dính liền á. Thôi con mới ném cái lông ơi, mới ném cái con. Chưa. Hả? Nó không có tay cầm. Qua đây. Kìa cô vào kìa. Sao ạ? Chơi không? Chơi đi con. Không phải cái phiếu của con cầm. Hai phiếu đi thầy qua. Con ném đi, con ném đi. Không có thấy dầm. Rồi hai dầm. Đây nè. Hết rồi. Cô chào cô giàu. Hai em đi mua thẻ chưa? Chả nó xài hết rồi. Bây giờ đi mua tiếp. Ném banh vào lưới. Rồi đi mua. Thank you.